Chào mừng các bạn quay lại với bài học làm sổ chi tiết. Ở bài học trước chúng ta đã làm sổ cái để tiết kiệm thời gian và chúng ta làm nó nhanh hơn. Chúng ta sẽ làm sổ chi tiết bằng cách bắt đầu là chúng ta sẽ copy cái sổ sổ cái này ra, sau đó sẽ sửa lại một số cái tiêu tiêu thức trên này thì chúng ta sẽ được sổ chi tiết ngay thôi. Bắt đầu bằng cách click vào cái xích sổ cái này, sau đó click phải, click chuột phải, chọn movie hoặc copy. Chúng ta click vào cái ô này để tạo ra một cái sheet mới. Chúng ta có thể chọn một cái vị trí mà cái bản copy ra nó ở chỗ nào. Ví dụ như là tôi muốn cái sheet mà chúng ta sắp copy ra đây nó sẽ ở gần cái sheet sổ cái luôn. Thì tôi sẽ chọn click vào sổ cái này, bấm OK. Thì chúng ta sẽ được cái sổ này mới copy ra đây, đổi tên lại thành sổ chi tiết. Về cơ bản sổ chi tiết thì nó cũng giống như các tiêu thức của cái sổ chi tiết tài khoản, giống như là sổ cái, không khác gì mà. Về cách làm, các công thức sử dụng vẫn tương tự y như sổ cái luôn. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi một cái số tiêu thức, ví dụ như đây là mẫu sổ này thì chúng ta lại đổi thành mẫu sổ 38 là cái mẫu sổ chi tiết các tài khoản. Ở đây chúng ta đổi thành sổ chi tiết tài khoản. Chúng ta cũng sẽ thay đổi cái ô này để nó lấy cái tài khoản chi tiết. Ở đây mới có lấy tài khoản cấp 1 thôi. Ở đây chúng ta cũng sẽ làm công thức lại, vì ở đây tham chiếu qua cái bản cân đối số phát sinh cấp 1 cho nên nó chỉ lấy được tài khoản cấp 1, cái tên của tài khoản cấp 1 thôi. Và ở phần này chúng ta cũng sẽ đi làm công thức lại để thay đổi cái số dư đầu kỳ này và số phát sinh này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bắt đầu từ cái ô này, ô ý chính là tài khoản, để chúng ta tạo một list sổ xuống có tài khoản chi tiết bằng cách chúng ta sẽ click vào cái ô y chính này, sau đó vào data, vào cái data validation này, sau ở đây click vào cái menu này. Ở đây chúng ta xóa bỏ cái này đi, xóa bỏ cái chỗ cái hộp suột này đi, chúng ta bấm dấu bằng lại, sau đó qua cái sheet bản cân đối số phát sinh chi tiết, chúng ta sẽ chọn cái một tài khoản ở đây, chọn từ trên xuống dưới. Rồi. Xong, chọn xong cái vùng số hiệu tài khoản, xong chúng ta bấm OK. Đó. Bây giờ chúng ta click vào đây thì nó sẽ sổ xuống một tất cả các tài khoản từ cấp 1 đến chi tiết. Ví dụ như đây tôi sẽ chọn cái tài khoản ở đây. Đó, thì sẽ được một cái tài khoản chi tiết. Ở đây nó có báo lỗi là vì ở đây chúng ta đang tham chiếu qua cái tài khoản bản cân đối số phát sinh cấp 1. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cái vùng tham chiếu này thôi. Chúng ta xóa cái đoạn sau đi. Sau đó chúng ta sẽ qua cái bảng cân đối số phát sinh chi tiết. Chúng ta chọn cái vùng tham chiếu là từ C7 qua D. Sau đó xuống đến cuối cùng. Đó. Chúng ta đang muốn lấy cái tên tài khoản thì chúng ta sẽ lấy ở cột thứ hai. Bấm số 0. Tính như phải và bấm số 0, chúng ta enter. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ được tên tài khoản theo cái tài khoản chi tiết ở đây. Số hiệu tài khoản thì không cần phải thay đổi công thức. Bây giờ số dư đầu kỳ này chúng ta đang làm công thức và chúng ta cũng đang tham chiếu đến tài khoản cấp 1, nên khi chúng ta chọn cái tài khoản chi tiết ở cái ô ý chính này thì ở cái vùng này nó sẽ báo lỗi, do đó chúng ta sẽ sửa lại cái công thức này. Thì phần này chúng ta cũng sẽ sử dụng cái hàm VLOOKUP cấp. Chúng ta sẽ click vào cái ô y chính. Ô y chính là cái giá trị vào tìm cái tài khoản mà chúng ta muốn lấy cái số dư đầu kỳ từ bên cái sheet bảng cân đối số phát sinh chi tiết này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ô C7. Chúng ta click qua tới cái phần ô cái cột F luôn cũng được. Ít nhất là phải qua cột tới cột E. Đó là số phát sinh bên nợ. Chúng ta có thể kéo qua cục F, vân vân, kéo ra đằng sau nữa cũng được. Sau đó chúng ta sẽ chọn hết cái vùng này
đến cuối cùng. Chúng ta sẽ chọn lấy số dư ở bên nợ, đó là cục E, thì chúng ta điếm là từ cục C qua cục E là 3 cục. Chúng ta bấm dấu phải và thêm số 0 vào, đóng ngoặc lại. Thì đây chúng ta đã lấy được số dư đầu kỳ của tài khoản này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy số dư ở bên có cho những tài khoản mà nó có phát sinh có số dư đầu kỳ bên bên có. Thì công thức chúng ta cũng làm tương tự. Giá trị giao tiền qua xích bảng đối số phát sinh chi tiết, chúng ta chọn từ cái cột tài số hiệu tài khoản qua tới cục F, sau đó kéo xuống đến cuối cùng. Chúng ta bấm dấu phải và đánh số 4, từ cục C qua cục F là 4 cột. Chúng ta đánh dấu phải và 0, đánh dấu 0. Chúng ta đóng dấu ngoặc vậy và Enter. Ở đây chúng ta gõ sai cái tên, thiếu một chữ cho này, chúng ta thêm vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm công thức tiếp theo cho cái phần số phát sinh trong kỳ ở OF 13 và R 13. Chúng ta cũng làm công thức tương tự, là sẽ cũng sử dụng hàm VLOOKUP và giá trị vào tiền vẫn là OI9. Nhưng cái vùng tham chiếu ở đây chúng ta xóa cái vùng tham chiếu ở đằng cái ở đoạn sau này. Sau đó chúng ta sẽ click vào cái ô cái xích bảng cân đối số phát sinh chi tiết. Chúng ta cũng sẽ chọn từ cái ô C7 là cái số hiệu tài khoản. Cái vùng phát sinh là đến cục R, bên nợ là cục R, bên H là bên có. Chúng ta chọn ở đây, chúng ta lưu ý rằng lúc nãy chúng ta chọn đầu kỳ thì chúng ta có thể là chọn ở đây ở cái tháng 1. Còn số phát sinh của năm thì chúng ta phải chọn ở cái bảng cuối cùng. Số phát sinh đầu kỳ chúng ta có thể lấy ở đây ở cục CW và CX, vì CW và CX thì công thức của chúng ta cũng bằng qua tháng 1 thôi. Bảng này, bảng năm này là bảng tổng hợp của năm, thì số đầu kỳ thì nó sẽ bằng tháng 1. Còn số phát sinh chúng ta sẽ lấy từ cái cục CU này, do từ cái cục CU này qua cái cục phát sinh nợ là CI, phát sinh có là CZ. Đó. Chúng ta sẽ kéo xuống đến cuối cùng. Sau đó bấm phím Shift, Shift và click vào cái ô CZ223. Đó là chúng ta sẽ chọn được cái vùng dữ liệu chúng ta muốn vào tìm. Chúng ta sẽ đếm từ cái ô CU, CU qua cục nợ là CI là bao nhiêu cột. Như vậy là chúng ta đó là 5 cột. Chúng ta đánh số 5, rồi sau đó đánh dấu phải, thêm số 0 vào. Chúng ta đóng ngoặc vậy là Enter. Chúng ta muốn biết nó đúng hay nó sai thì chúng ta sẽ click qua bên này, sau đó kéo lên. Đó. Cái tài khoản ở đây, nợ đây là 22 2211 đây. Chúng ta xem thử đúng hay không. Rồi chúng ta sẽ đi làm công thức ở cục ở ô R13. Công thức của chúng ta làm cũng tương tự như vậy. Hàm VLOOKUP là sử dụng rất là rộng rãi và phổ biến ở trong trong kế toán trên Excel. Chúng ta click vào giá trị vào tiền là ở ô Y9, đánh dấu phải. Sau đó qua cái xích bảng đối số phát sinh chi tiết. Chúng ta cũng chọn cái vùng vào tiền ở cái xích ở cái vùng phát sinh năm này, từ OCU 7. Chúng ta đi xuống. Xuống đến cái dòng tài khoản 911. Rồi. Chúng ta đánh dấu phải và bấm số 6. 6 là đi qua 6 cột. Bấm số 0, đóng ngoặc lại. Đó. Rồi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần bài học hôm nay. Ở cái phần F này, số dư cuối kỳ này thì công thức nó không thay đổi. Do đó chúng ta không cần phải sửa lại. Ở phần bài học tiếp theo, chúng ta sẽ đi làm sửa lại công thức cho các cái chi thức số tiền nợ có.
Vâng. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.